Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta sẽ đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Cũng khá là muộn rồi, vì nãy cái tập Ngạo Thế Chi Vương của mình nó bị lỗi thu âm, nên mình phải chỉnh sửa nó khá là muộn, nên anh em thông cảm nhé. Tập này muộn, bạn nào ngủ rồi thì có thể nghe sáng ngày mai. Là một tập ngắn nhé. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 102. Vách núi phía tây Thái Thượng Đạo Cung, trên mặt đất có một hành cung xa hoa, chính là doanh trại của Phương Hành. Trong 7-8 ngày này, các thị tộc đã khinh bỉ Hận Thiên thị chủ tới cực điểm. Mỗi người đều mượn thời gian ở trước cửu nguyệt thăng thiên tới nghiên cứu tứ hùng chi môn để tăng thêm chút đảm bảo, hoặc tụ lại một chỗ chia sẻ phân tích các thị tộc đối với Thái Thượng Đạo Cung, nhưng ngoại trừ Hận Thiên thị chủ. Gia hỏa kia thực coi đây là nơi tới du ngoạn. Sau khi tới trước Thái Thượng Đạo, dĩ nhiên không còn lộ diện, ngẫu nhiên phái một nô bộc kim đan tới, hiểu rõ tiến triển của mọi người, biểu hiện ra mình vẫn rất quan tâm, những thứ khác thì không có. Loại thái độ này quả thực làm các tu sĩ cực kỳ xem thường. Ngay cả Lạc Mộc Tăng và Ngọc Bà cũng cảm giác mình vậy mà sẽ gây ân oán với tiểu hỗn đàn ngu xuẩn này, thực độ quá tức cười. Có địch nhân như vậy rất là mất mặt. Chỉ là chẳng ai ngờ tới thời điểm các tu sĩ xem thường, Phương Hành chưa bao giờ thanh nhàn qua. Lúc này hắn ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn đại trận của Thái Thượng Đạo Cung đối diện Thẩm Uyên, trong mắt có phù văn quỷ dị hiển hóa, không ngừng nói một ít phương vị và ký hiệu tám cửa trận pháp, sau đó do Hận Thiên Ninh ở một bên ghi chép lại. Mỗi khi ghi lại một biến hóa nguyên vẹn của đại trận, Hận Thiên Ninh sẽ trở vào hành cung. Tại đây, tám nô bộc kim đan bắt đầu suy tính, có người lấy tiền xu mai rùa, có người véo ngón tay, có người thì ghi ghi chép chép trên sa bàn, thậm chí còn có người cầm tám trận kỳ mà Phương Hành cho bọn hắn không ngừng suy diễn, sau đó tính ra một ít quỹ tích huyền ảo khó lường. Sắp tính ra kết quả rồi. Hận Thiên Ninh lấy được một quyển trục ghi chép kết quả mới nhất, hưng phấn chạy ra đưa cho Phương Hành. Phương Hành nhận lấy, thở dài nói: tám lão gia hỏa lại không nhanh bằng con chim chết tiệt kia. Hận Thiên Ninh có chút bất mãn, nhỏ giọng nói: chỉ dùng 7 ngày suy tính ra quỹ tích vận hành của đại trận Thái Thượng Đạo Cung đã là không chậm rồi. Phương Hành xì mũi coi thường nói: người biết cái gì? Hắn có chút hoài niệm Kim Ô. Lúc ấy hai người bọn họ phối hợp ra vào các loại đại trận như chỗ không người, nhiều khi đều là mình tạm thời nói tám cửa đại trận, sau đó do Kim Ô hiện trường suy tính, cũng có thể tìm đường sống trong chỗ chết, phá giải nhiều loại đại trận. Mà hôm nay tám lão đầu dùng 7 ngày còn không có tính ra. Đại trận thế gian, vô luận là đơn giản chỉ có 8 mắt trận hay đại trận nhiều lần điệp ra, muốn phá giải đều chỉ cần hai điều kiện. Một là xác định 8 cửa, ghi chép quỹ tích 8 cửa vận chuyển, sau đó thông qua năng lực tính toán suy tính ra quy luật vận chuyển trình thể. Có hai điều kiện này, đại trận tự phá. Hôm nay cũng như vậy, Phương Hành dùng âm dương thần ma giám khám phá 8 cửa, 8 thủ hạ kim đan thì ra sức suy tính. Thái Thượng Đạo lập trận pháp xác thực rất huyền ảo, không phải dùng sức người có thể suy tính. Nhưng hôm nay xuất hiện dị tượng cửu nguyệt thăng thiên mấy ngàn năm khó gặp, uy lực của đại trận không ngừng yếu bớt, không trung mỗi nhờ một chiếc hồng đăng, uy lực của đại trận sẽ yếu bớt một phần. Hôm nay không trung đã có 6 chiếc hồng đăng, uy lực của đại trận đã suy yếu 6 lần, đã có khả năng phá giải. Đợi cho thời điểm đại trận phá giải, Phương Hành căn bản không cần chờ cửu nguyệt thăng thiên tới, hiến tế tứ hùng chi môn cũng có thể sớm tiến vào đạo cung. Tám thủ hạ kim đan cũng bởi vì phát hiện điểm này, trong lòng mới khiếp sợ khó nói nên lời. Kể từ lúc đầu bọn hắn không để Phương Hành vào mắt, nhưng trải qua sự tình Phương Hành dụ bắt chủ tước cứu người ở Hoàng Tuyền Hải, dần dần cảm thấy tiểu quỷ này kỳ thực không có đơn giản như bề ngoài. Tới hôm nay Phương Hành lại cho bọn họ quỹ tích đại trận vận chuyển của Thái Thượng Đạo Cung, trong nội tâm bọn hắn khiếp sợ tới cực điểm, đã hoàn toàn không nhìn thấu Phương Hành. Ở dưới các tu sĩ nỗ lực, rốt cục ở 7 ngày sau cũng là thời điểm hồng đăng thứ 7 lên không, suy diễn đại trận đã có kết quả. Hai tay của Hận Thiên Ninh cầm quyền trục ghi chép kết quả suy diễn đến trước mặt của Phương Hành. Ở sau lưng nàng, tám thủ hạ kim đan xếp thành một hàng, tuy sắc mặt mệt mỏi nhưng đều mang theo mỉm cười, có chút tự đắc. Bọn hắn có thể suy diễn ra trận lý của Thái Thượng Đạo, trong nội tâm cũng có chút cảm giác thành tựu. Phương Hành cầm quyền trục nhìn, con mắt cũng sáng ngời. Kết quả suy diễn không tệ, âm dương trận lý,
sinh tử môn vận. Kết quả suy diễn cũng không tệ. Âm dương trận lý, sinh tử môn vận chuyển biến ảo đều ẩn chứa ở trong đó. Tuy còn chưa đến mức để Phương Hành coi đại trận hộ pháp như không có gì, nhưng cẩn thận một chút lại có thể tự nhiên qua lại. Đúng vậy, vất vả các ngươi rồi, ban thưởng. Phương Hành nhẹ gật đầu, cười hì hì lấy ra một cái túi chữ vật. Sai người làm xong việc phải ban thưởng, đây là quy củ. Phương Hành ở phương diện này là cực kỳ hào phóng. Có thể hiệu lực cho thị chủ là vinh hạnh của chúng ta, ban thưởng thì không. Lão tu sĩ kim đan trung kỳ cười ha ha, rụt rè nói, mơ hồ có cảm giác tiên phong đạo cốt. Trên thực tế hắn cũng không cho rằng Phương Hành có lấy ra ban thưởng gì. Dù sao lúc trước Phương Hành mới vào Hận Thiên thị đã hiến hết thứ đáng giá, trên người có thể lưu lại chỉ là một ít đồ vật không quan trọng mà thôi. Nhưng lại không biết Phương Hành dâng lên đồ vật sớm đã bị hắn cầm trở lại, thậm chí còn ẩn núp một tiểu bảo khố. Hơn nữa một nguyên nhân khác từ chối Phương Hành ban thưởng là tuy tám người mình trên danh nghĩa là người hầu của hắn, nhưng trên thực tế chỉ vì vận mệnh của thị tộc tạm thời hy sinh mà thôi. Ai cũng không có ý định làm người hầu cả đời. Lúc này bị tiểu quỷ kia ban thưởng, chẳng phải là thực coi mình là hạ nhân. Dù hiện tại hiệu lực cho Phương Hành cũng chỉ xem như là trả ân tình cứu mạng mà thôi. Nô bộc kim đan còn lại cũng nghĩ như vậy, nhào nhào xin miễn. Thị chủ không cần khách khí như vậy. Suy diễn đại trận huyền ảo bậc này đối với tạo nghệ trận pháp của chúng ta rất có ích, đã xem như là được ban thưởng rồi. Thị chủ giữ lại tài nguyên để tu hành, chúng ta không cần. Còn chưa có nói hết, mấy kim đan cảnh cách Phương Hành khá gần bỗng nhiên im bặt, con mắt không nháy nhìn Phương Hành từ trong túi chữ vật lấy ra đồ vật. Có một kim đan cảnh phản ứng chậm, vẫn còn tự ngạo không nói không cần ban thưởng, lại đột nhiên bị người bên cạnh bịt miệng, cũng lập tức kịp phản ứng, mở to mắt nhìn Phương Hành. Phương Hành lấy ra không nhiều lắm, 3 kiện pháp khí, 1 bình thuốc, 4 cây linh dược, 1 khối tinh linh. Mấy kim đan cảnh đồng thời hít một hơi khí lạnh, con mắt trừng căng tròn, không còn chút tiên phong đạo cốt nào. Các người nếu mà không muốn thì ta thu lại vậy. Phương Hành nhìn bọn hắn muốn cất đồ lại. Cái này thị chủ hào phóng như thế, chúng ta. Lão tu sĩ kim đan trung kỳ vội vàng mở miệng nói, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Cầm đi, những vật này bên ngoài cực kỳ là khủng khiếp, đừng nói ở trong quy khư. Phương Hành khinh thường nhìn bọn hắn, ném đồ vật qua. 8 thủ hạ kim đan và Hận Thiên Ninh mỗi người được 1 vật, đều vui đến bỏ đầu bứt tai. Những vật này rất là không tệ. Cần biết đồ vật trong túi chữ vật của Phương Hành đại đa số là các tu sĩ dùng để đổi kiếm thai, rất nhiều thứ hắn không cần dùng, nhưng rơi vào trong tay của người khác lại đều là đồ tốt. Tạ ơn thị chủ. 8 nô bộc kim đan khom mình hành lễ, ngay cả Hận Thiên Ninh cũng vén áo thì lễ. Cái cúi đầu này, bọn hắn đã thực đặt mình ở dưới Phương Hành rồi. Mấy người các ngươi trông coi hành cung, đừng để người tùy tiện quấy rầy. Nếu có người tìm ta thì đưa tin cho ta. Phương Hành an bài, sau đó tiện tay nhét quyền trục vào trong ngực. Thị chủ tính làm gì? Một nô bộc kim đan nghi ngờ hỏi. Nếu như đã suy tính ra quỹ tích vận chuyển của trận pháp, ta đương nhiên phải đi nhìn một chút rồi. Trong mắt của Phương Hành hiện lên vẻ đắc ý, lại an bài một chút. Sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của 8 thủ hạ kim đan, dẫn Xích Long ra hành cung. Chỗ hắn ở cực kỳ che giấu, ngược lại không có bị người phát hiện tung tích. Tinh tế cảm ứng một lát, thấy không có thần niệm nhìn mình chằm chằm, lúc này mới nhảy lên đầu rồng, chỉ vào phương hướng Thái Thượng Đạo Cung nói: đại cầu tử, đi phát tài nào. Xích Long cũng không biết Phương Hành muốn làm gì, thấy hắn hưng phấn, nó cũng hưng phấn, ngoắt ngoắt cái đuôi bay qua Thẩm Uyển. Cả Thái Thượng Đạo Cung đều bị đại trận bao phủ, linh lực đan xen, 1000 của năm qua không ngừng sinh sôi, giống như là một bụi gai to lớn. Hơn nữa bụi gai còn đang không ngừng vận chuyển, bất luận người nào tới gần cũng bị rào xào sát. Mà quyền trục trong tay của Phương Hành thì khác gì là những nắm giữ quy luật vận chuyển của bụi gai, có thể thông qua bụi gai bao phủ tiến vào duy trì. Đại cầu tử, nhớ nghe cho kỹ, đi nhầm một bước, mạng nhỏ của hai chúng ta đều xong đấy. Một người một rồng đã làm xong chuẩn bị vào đại trận, Phương Hành trầm giọng dặn dò. Xích Long hoàn toàn không xem ra gì, lắc đầu vẫy đuôi, cực kỳ hưng phấn, có chút cảm giác không thể chờ đợi được nữa. Đi! Phương Hành khẽ quát. Xích Long giống như là tia chớp lao về phía đại trận. Phương Hành nhìn chăm chú, trước mắt không có vật gì, chỉ có khói đen vô tận tràn ngập,
trong mắt hắn xuất hiện hai phù văn, mà phía trước không có vật gì kia lại bắt đầu có đạo đạo linh quang biến ảo, trong đó có một đạo linh quang tràn ngập tử khí bắn về phía hắn và Xích Long. Cúi đầu hạ xuống ba trượng, tránh qua bên trái tiến lên. Phương Hành quát khẽ, đồng thời trong nội tâm cấp tốc tính toán. Nếu như hắn phân phó đơn thuần, Xích Long căn bản sẽ nghe không rõ, nhưng tinh thần quán và Xích Long có liên hệ mơ hồ, chỉ cần hắn nghĩ tới, Xích Long sẽ lập tức cúi đầu làm theo. Vèo một tiếng, tiến vào đại trận, lại không có kích hoạt đại trận của Thái Thượng Đạo Cung cắn trả. Trong nội tâm Phương Hành vui vẻ, lại chỉ định phương hướng mới. Một người một dòng, thế như tia chớp, tà xung hữu đột, vào Thái Thượng Di Chỉ. Có âm dương thần ma giám, có thể xem xét tám cửa, mượn cơ hội né tránh từ môn tới thường môn, lại có tám thủ hạ kim đan suy tính ra quỹ tích đại trận vận chuyển, đến cân nhắc sinh môn. Vì vậy hắn hữu kinh vô hiểm, rất nhanh đã tiến vào phạm vi Di Chỉ. Oanh một tiếng, thời điểm Phương Hành và Xích Long vừa vào Di Chỉ, bên tai bỗng nhiên có một thanh âm nổ vang. Mười tiên đều bại thì thế nào? Đạo thống phá diệt thì thế nào? Đạo ta không cô, đạo ta không quả, đạo ta không tuyệt. Mài kiếm mười vạn lần, chôn cất bất tử thân, ngăn người độ thiên quan. Thanh âm sâu kín, nổ vang quanh quẩn. Thanh âm này trực tiếp đánh vào thức hải, chấn thần hồn người lung lay. Thậm chí Phương Hành suýt nữa hồn mê, vội vàng cẩn thận, vội vàng cẩn thủ tâm thần, vận chuyển linh lực điều hòa khí huyết. Nếu không, hắn sợ mình sẽ ngã vào thâm uyên. Bất quá ánh mắt thoáng nhìn, thần niệm trùng kích cường hoành bậc này, Xích Long như là không phát giác. Đầu còn mờ mịt nhìn xung quanh, tựa hồ linh thức của nó không được đầy đủ, cảm ứng không tới. Lòng hắn không khỏi lạnh run. Cũng may mình ngồi vào Xích Long, bằng không nhất định sẽ rơi vào thâm uyên. Thanh âm vang vọng kia, tựa hồ có một tà niệm. Ở trong Di Chỉ không biết quanh quẩn bao nhiêu năm, các tu sĩ tiến vào đều có thể cảm ứng được. Trong tà niệm không có sát ý, chỉ là người lưu lại tà niệm quá mạnh mẽ, tu vi thấp căn bản không có thể chịu nổi. Qua thật lâu, thanh âm tà niệm quanh quẩn mới dần dần lắng xuống. Phương Hành ổn định khí huyết, mở mắt ra. Ồ, nơi này chính là Di Chỉ của Thái Thượng Đạo Cung sao? Hơi đánh giá bốn phía, Phương Hành biết rõ mình đã tiến vào Thái Thượng Đạo Cung, mà năm đó một môn mười tiên quân lâm thiên hạ, đã từng sáng tạo ra vô số truyền thuyết huy hoàng kia. Trong tâm cũng chút kiềm nén không được kinh hỉ, nhưng vừa nhìn xuống, trong tâm không khỏi có chút thất lạc. Nơi này không giống như là ở Tam Giới Sơn chứng kiến ốc xá thành phiến, tiên phong đạo uẩn, mà là một mảnh phế tích. Đất đai khô cằn, không có sinh cơ. Điện là tàn viên, nghiêng sập tung tóe, xa nhà đổ gãy. Xa xa, lư hương nguội lạnh, đạo đài tan rã, đại địa rạn nứt như trải qua long trời lở đất. Chỗ gần, tiêu thi bạch cốt, đoạn binh tàn khí, một tử địa không hề có sinh cơ. Ta ở Tam Giới Sơn chứng kiến Thái Thượng Đạo Cung kia, khung cảnh tràn ngập tiên khí, hẳn là vong linh nơi đây chiếu ra hình ảnh Thái Thượng Đạo Cung năm đó. Mà Thái Thượng Đạo Cung trong thiên hiện thực trên thực tế đã sớm hủy, nói là nhổ tận gốc cũng không quá đáng. Địa phương như vậy còn có thể có bảo bối gì chứ? Liền nữ nói đạo tạng thật ở chỗ này sao? Phương Hành nhíu mày, hồ nghi dò xét bốn phía. Xung quanh yên tĩnh đáng sợ, lại không có một tiếng vang. Mới đầu Phương Hành còn cho rằng mình điếc rồi, hay là trong lúc vô tình tiến vào tử vực, không thể gặp một chút sinh cơ. May mắn có Xích Long nhìn ngó xung quanh, lần giáp trên người giao thoa va chạm phát ra tiếng vang rất nhỏ, cùng với nó thi thoảng thở phì phì, nhắc nhở hắn đây là trừ mình ra, còn những vật còn sống khác tồn tại. Không đúng, có lẽ đây thực sự có chút môn đạo. Phương Hành nghĩ lại, nếu như Thái Thượng Đạo Cung thực hóa thành phế tích, như vậy từ trong đạo cung bay ra hồng đăng là chuyện gì xảy ra? Hồng đăng kia xác thực là có thể suy yếu uy lực của đại trận, hơn nữa 10 ngày bay lên một chiếc, rất có quy luật, không giống như là từ trong phế tích bay ra. Hơn nữa, dù nơi này là phế tích, nhưng đại trận phòng ngự bên ngoài lại nguyên vẹn, giống như bị người tận lực bố trí xuống vậy. Nhanh chóng suy nghĩ một lát, Phương Hành lại quyết định trước dò xét tìm tòi cái đã. Nội tình của Thái Thượng Đạo thâm hậu, đã từng một môn mười tiên, quả thực là cường đại đến cực điểm. Hôm nay tiêu hóa thành một mảnh phế tích, nhưng nói không chừng có một ít bảo tồn, có lẽ từ bên trong lấy ra một tàn binh, nửa cuốn kinh văn, đặt ở ngoài giới thì đều là pháp bảo và bí pháp kinh người.
vừa đi vừa cẩn thận dò xét, thúc giục âm dương thần ma giám đến cực hạn. Chỉ thấy cách đó không xa có rất nhiều cấm chế hỗn loạn, biểu hiện ra nơi đây tuyệt đối không bình tĩnh giống như bên ngoài. Có lẽ một bước đạp sai chính là kết cục thịt nát xương tan. Địa vực rất rộng lớn, Phương Hành đưa mắt nhìn xa lại không nhìn thấy giới hạn, giống như đứng thẳng ở trong trời đất. Thậm chí hắn cảm giác có chút mê mang, căn bản không biết nên chạy đi đâu. Nhiều lúc này túi chứa vật của Phương Hành lại nhẹ nhàng rung động, có vầng sáng bay ra trôi nổi giữa không trung. Cùng lúc đó trên bảo kính lại truyền ra một đạo thần niệm già nua, hình như đang thở dài, lại tựa hồ tự thuật sự tình nào đó. Thập tuyệt minh thổ ẩn tàng tiên cơ, ba đại tạo hóa thụ di đồ, thông thiên lộ vừa lúc cửu nguyệt lên, đạo duyên chỉ sinh trong tuyệt cảnh. Thanh âm vang lên, vầng sáng ở trên không trung run rẩy mấy cái, tựa hồ xác định phương hướng. Sau nửa ngày, vầng sáng ổn định lại, ung dung bay trên không trung, chậm rãi bay thẳng về phía trái, giống như là dẫn đường. Bảo kính của Thiên Lão Tổ. Phương Hành cảm thấy kinh ngạc, bảo kính tự động kích hoạt, bay ra túi chứa vật, vầng sáng ngũ sắc đan xen dẫn đường phía trước, quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Hơn nữa phía trên thuyền tới thần niệm chấn động cũng làm cho lòng hắn khiếp sợ. Ý tứ từ trong lời nói kia là muốn nói trong minh thổ tuyệt địa lại ẩn chứa cơ duyên thành tiên sao? Cái gọi là ba đại tạo hóa lại là cái gì? Thông thiên độ lại là cái gì? Phương Hành có quá nhiều băn khoăn, nhịn không được thầm nghĩ. Cái bảo kính này chính là Hận Thiên Lão Tổ lưu lại, tục truyền có quan hệ tới quy khư. Càng có người nói nó là bảo bối duy nhất có hy vọng ly khai quy khư. Chỉ là ngay cả đại cung phụng cũng nói không chính xác tác dụng cụ thể, chỉ nói ta có khả năng tiến vào quy khư sẽ biết, nói không chừng chính là cái này. Hơn nữa không cần để ý tới biến hóa của nó, đi theo nó là được. Bản thân của hắn vốn lớn mật, nhìn thấy tràng cảnh quỷ dị này trong nội tâm cũng không sợ, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đương nhiên trong tay vẫn cầm hắc kiếm. Trong lòng nghĩ, nếu cái gương đồng này có vấn đề, vậy thì một kiếm chém nát nó. Gương đồng không có phát ra gì, thậm chí như không có linh tính, nhưng lại bồng bềnh lung lay dẫn đường ở phía trước. Phương Hành lưu ý bốn phía, bất ngờ phát hiện con đường gương đồng dẫn dắt rõ ràng là một con đường đi thông hạch tâm của di tích. Thật giống như là một người vốn cực kỳ quen thuộc Thái Thượng Đạo Cung ở trên phế tích vốn phân biệt không rõ phương hướng này, là có thể dẫn Phương Hành một đường vào trong, dần dần tiến tới địa phương trọng yếu nào đó. Càng đi càng xa, cảm giác nghi hoặc trong nội tâm của Phương Hành cũng càng ngày càng nặng, trong tâm càng lo lắng. Chẳng lẽ đạt được đạo tàng chỉ đơn giản như vậy? Phương Hành cảm thấy có chút khó tin, không tin tưởng mình, bởi vì trong lúc vô tình có được gương đồng thì có thể thuận lợi như thế. Hắn không quên đi đại thúc từng dạy bảo, muốn làm thịt được dê mập thì phải dùng càng nhiều sức. Người nào đang hành tàu? Phương Hành xoay chuyển ánh mắt, thấy ở phía trước không xa bất ngờ có hai người. Nhìn động tác kia lại giống như đang đào tàu, cái này làm hắn cả kinh. Vèo một tiếng, vội vàng rút hắc kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người kia. Cùng lúc đó Xích Long cũng cảm nhận được hắn lo lắng, không khỏi gầm nhẹ thị uy. Gương đồng trôi nổi ở giữa không trung, ở sau khi Phương Hành ngưng lại thì bay ra tầm một trượng, sau đó ngừng lại. Vậy mà ở nơi này phát hiện ra người, Phương Hành thiếu chút nữa kinh ra mồ hôi lạnh. Nhất là hai người này xuất hiện lặng yên không một tiếng động, để hắn vô tri vô giác, có thể thấy được tu vi không biết cao hơn mình bao nhiêu, suýt nữa quay người đào tàu. Bất quá sau khi cả kinh, thần thức quét qua liền phản ứng kịp. Hắn hơi cảm thấy buồn cười, hai người kia đều không có sinh cơ, chỉ là người chết. Chỉ vì sao Từ Thi lại đứng, hơn nữa bộ dáng cất bước chạy nhanh? Thấy xung quanh không có nguy cơ, hắn đại lặng lẽ tiến lên dò xét. Chỉ thấy hai người này, một người là nam tử chừng 40-50 tuổi, một người khác là nữ tử chừng 30 mấy tuổi. Nam tử mặc áo tang, mang giày, trang phục tương tự vài tên nô bộc của ma cô lúc trước. Mà cô gái này trang phục quần áo rất giống ma cô, xem ra hai người kia thân phận hơn phân nửa là tộc nhân của Tầm Long thị năm đó, chỉ là chẳng biết tại sao lại chết ở nơi đây. Lại cẩn thận đánh giá bọn hắn, trong nội tâm của Phương Hành càng buồn bực. Ở trên người bọn họ lại không có một chút vết thương, nhưng thần hồn lại tiêu tán sạch sẽ, trên mặt còn bảo trì thần sắc kinh hoàng, tựa hồ trong nháy mắt bị người nhấp đi thần hồn, chỉ chờ một thể xác trống trơn ở chỗ này, còn bảo trì tư thế chạy nhanh cũng không biết bao nhiêu năm
lại một mực không đổi qua. Phương Hành cẩn thận dò xét hai người kia, trong nội tâm thầm nghĩ. Mà cô từng nói, Tầm Long thị các nàng từng có tổ tiên tiến vào đạo cung, thậm chí còn từ bên trong lấy ra trứng của Chu Tước. Chỉ tiếc lần tiến vào kia toàn quân bị diệt, chỉ có phụ thân nàng mang theo trứng Chu Tước chạy thoát ra ngoài. Chắc hẳn hai người kia chính là tộc nhân của nàng. Chỉ có điều từ bên ngoài của hai người kia không phải là chết ở trong cấm chế, cũng không phải là chết dưới đào kiếm, thậm chí không giống như là chết vì pháp thuật, mà là giống như trong chớp mắt mất đi tất cả thần hồn. Chẳng lẽ nói ở đây ngoại trừ cấm chế và tàn trận còn có hung hiểm gì không biết sao? Ở địa phương này, Phương Hành không dám khinh thường. Thấy từ trạng của hai người kia khác thường, không khỏi thoáng ngừng chân, tinh tế cảm ứng. Hắn tu luyện Thái Thượng Hóa Đình Kinh, tuy chưa tới đại thành, nhưng thần thức cường đại hơn trúc cơ cảnh bình thường. Ngay cả thần thức ở Kim Đan đỉnh phong dò xét cũng có thể bị hắn cảm ứng được. Lúc này thần thức trải ra, lập tức cảm ứng được tất cả biến hóa ở xung quanh. Nhưng ở trong cảm ứng của hắn chỉ là không gian trống rỗng, không có bất kỳ dị trạng gì. Kỳ quái, Phương Hành nhíu mày, tạm thời buông xuống ý nghĩ dò xét hung hiểm không biết kia, vòng qua hai người này một vòng. Chết không biết bao nhiêu năm, vậy mà bề ngoài không có một chút biến hóa, chỉ có chút mất nước. Trong nội tâm Phương Hành nói thầm, cảm giác có chút ngạc nhiên. Ánh mắt quét đến bên hông hai người, hơi giật mình, thò tay lấy túi chứa vật. Hai người này có thể đi vào Thái Thượng Đạo Cung, nói rõ lúc trước nghiên cứu quy khư rất kỹ. Trong túi chứa vật của hai người này, nói không chừng có vật gì đáng giá. Nắm bắt tới tay, đang muốn mở ra nhìn xem, xung quanh lại bỗng nhiên nổi lên gió nhẹ. Trong lòng Phương Hành cảnh giác, nơi đây ngăn cách ngoại giới, tại sao có thể có gió xuất hiện? Lập tức gương mặt nhìn, lập tức dương mắt nhìn, nhìn thấy xa xa ẩn ẩn có tiếng gió gào thét truyền tới. Gió càng ngày càng mạnh, cuối cùng thế gió dần dần mạnh lên, giống như cuồng chiều tập quấn tới. Gió kia lạnh lùng mà nghiêm nghị, như đao thép cạo xương, mà rơi vào trong mắt của Phương Hành, âm dương thần ma dám nhanh chóng vận chuyển. Hồng mông tử khí, đạo khí chuyển hóa, tiệt diệt thần hồn, thiên địa không định. Dĩ nhiên là hồng mông đạo khí chuyển hóa thành hồng mông tử khí. Phương Hành bị hù ra mồ hôi lạnh, nhanh chóng nhảy tới bên lưng Xích Long kêu to, chạy mau, chạy mau. Tiểu tâm can muốn chạy ra ngoài. Hồng mông tử khí kia cũng không phải âm linh ở trên Hoàng Tuyền Hải có thể so sánh. Cái này là mấy ngàn vạn tiên phong đạo uẩn của Thái Thượng Đạo sinh sôi ở trong hồng mông đạo khí, vốn là thứ tốt với tu sĩ. Nhưng sau khi Thái Thượng Đạo bị diệt, ở giữa oán khí tầm bổ vô số năm, lại hóa thành tử khí. Hồng mông tử khí bậc này, đừng nói là Phương Hành, cho dù là Kim Đan đỉnh phong cũng không chịu nổi. Một khi bị quấn vào, mặc người thần thông cái thế cũng không còn một chút lực lượng cống cự, sẽ bị hút thần hồn, chỉ chờ một thi thể không hồn. Phương Hành chứng kiến hai người Tầm Long thị kia, chắc hẳn chính là bị hồng mông tử khí này lấy đi sinh cơ. May mắn Phương Hành phát hiện nhanh, hơn nữa sớm ý thức được quái phong kia không đúng. Nếu đợi gió kia đến trước người lại phản ứng, mặc hắn là Kim Đan đỉnh phong cũng tránh không kịp. Trong lúc cấp thiết, Xích Long cũng cảm nhận được lòng hắn hoảng sợ, lòng thần vội vàng bỏ chạy, hóa thành một xích ảnh, nhanh chóng lao về phía trước. Ở trong lúc khẩn trương, bất chấp tránh đi cấm chế, cứng rắn đụng vào. Sau lưng hắn, bào kính tách ra ngũ thải quang hoa ở sau khi Phương Hành rời đi, không ngờ cũng bay trở lại. Oanh một tiếng, thi thoảng có cấm chế bị Xích Long va chạm, phóng thích uy lực khủng bố. Hết thầy đã bị Xích Long cứng rắn gánh hết. Mà lúc này Phương Hành cũng bất chấp quá nhiều, chỉ là gương mặt nhìn phía trước, bảo Xích Long tránh đi một ít cấm chế lợi hại. Khá tốt xâm nhập phế tích không xa, cách địa phương bọn họ vào gần, Xích Long lại liều mạng như là tia chớp tháo chạy về phía Thẩm Uyên. Sau đó một người một rồng xông vào trận pháp, đợi cho về từ bên bờ bên kia Thẩm Uyên, trên người Xích Long đã thương tổn khắp nơi, lân giáp nghiền nát, máu tươi đầm đìa, làm Phương Hành đau lòng không thôi. Thái thượng di chỉ này cũng quá là tà môn mà. Phương Hành đặt mông ngồi trên mặt đất, một bên bôi thuốc trị thương cho Xích Long, một bên tức giận thở dài. Xích Long cũng không cảm thấy đau đớn, đầu tựa bên người Phương Hành, cảm giác thuốc trị thương thoa lên người mát lạnh thật sảng khoái. Lỗ mũi phun nhiệt khí lên mặt của Phương Hành, mắt to nhìn Phương Hành, tựa như là chó con nhìn thấy chủ nhân. Đại cầu tử, người xem như giúp ta đại ân rồi. Phương Hành lòng còn sợ hãi, nếu như không phải Xích Long
hắn một mình tiến vào phế tích thì chắc chắn đã chết. Xích Long cảm giác được Phương Hành khoa trương nó, hưng phấn điếm lên, làm cho Phương Hành dính đầy nước miếng. Hay, được rồi, về trước đi, ngày mai lại tới. Phương Hành tức giận nghĩ, lại có chút không cam lòng, chỉ có thể trước về suy tư đối sách. Trở lại hành cung, tám thủ hạ Kim Đan và Hàn Thiên Ninh đều cảnh giác phòng bị. Bất quá thời gian Phương Hành tiến vào đạo cung cũng không lâu, không có bị những người khác phát hiện sơ hở. Nhìn thấy Xích Long bị thương trở lại, tám thủ hạ Kim Đan và Hàn Thiên Ninh muốn hỏi mấy thứ gì đó lại bị Phương Hành đuổi ra ngoài. Trong đầu thực sự là quá nhiều vấn đề, không có thời gian nói nhảm với bọn họ. Quá thủ lỗ, khó khăn lắm mới đi vào được, vậy mà cái gì cũng không lấy được. Ngồi ở trong hành cung, hùng hằng uống một ngụm rượu, Phương Hành vẫn không cam lòng. Ngoài tức giận, cũng nhớ tới mình không phải là không thu hoạch gì, liền mở túi chứa vật kia ra, vốn chỉ là tùy tiện dò xét, lại bỗng nhìn nào nào, vậy mà từ trong túi chứa vật của nữ tử kia phát hiện một ngọc giản. Có chút hiếu kỳ cầm lên, thần thức thăm dò vào. Sau nửa ngày, trên mặt hắn dần dần lộ ra vẻ vui mừng. Còn mẹ nó, chuyến đi này quá là đáng giá mà. Trong túi chứa vật của hai người này, phần lớn là ít thuốc trị thương, linh thạch bổ sung linh khí, phẩm cấp không cao. Phương Hành không thèm để ý, nhưng trong ngọc giản kia rõ ràng lại ghi lại bí mật lớn nhất của Tầm Long Thị. Nguyên lại cô gái này là thánh nữ đời trước của Tầm Long Thị, thân phận cực kỳ trọng yếu, cơ hồ là tồn tại bình khởi bình tọa với tộc trưởng. Nàng ghi chép lại tất cả kinh nghiệm và manh mối có giá trị khi dò xét quy khư, trích lục thành sách. Bởi vậy ngọc giản nàng tùy thân mang theo là vì lúc nào cũng ghi chép lại phát hiện mới khi các nàng dò xét quy khư lấy được. Nguyên lai mà cô kia là gạt người. Rất nhanh xem hết nội dung trong ngọc giản, Phương Hành phát hiện một vấn đề. Mà cô quả nhiên là không thành thực. Dọc theo con đường này, các tu sĩ vẫn dựa vào con đường nàng chỉ đi tới, chậm rãi tiến vào hạch tâm quy khư. Trên phương hướng lớn thì không có thêm vấn đề, nhưng chỗ chi tiết lại có rất nhiều độ lệch. Cũng chính là độ lệch này làm các tu sĩ tổn thất thảm trọng, hơn nữa trễ nải thời gian. Một điểm trọng yếu hơn nữa, rõ ràng nữ nhân này là đang che giấu bí mật lớn nhất của quy khư. Nàng từng nói Tầm Long Thị chưa từng tiến vào Thái Thượng Di Chỉ, về sau bị Phương Hành khám phá quan hệ giữa nàng và Thiếu Tôn Chủ Tước thì nói tiến vào quy khư một lần. Bất quá đối với bí mật chính thức của quy khư lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà trên thực tế, Tầm Long Thị bọn hắn mấy ngàn năm nay tìm tòi nghiên cứu một khắc không ngừng, rõ ràng là bởi vì đã sớm biết bí mật chính thức của quy khư, cũng chính là cơ duyên chân chính của Thái Thượng Di Chỉ. Dựa theo ngọc giản ghi lại, mấy ngàn năm nay Tầm Long Thị thăm dò Di Chỉ không ngừng gián đoạn, chỉ có một mục đích. Mục đích này là trở thành đệ tử đời sau của Thái Thượng Đạo. Thái Thượng Đạo, một môn mười tiên, đã là sự tình cực kỳ lâu đời. Hôm nay trong tu hành giới, thậm chí ngay cả biết Thái Thượng Đạo cũng không nhiều. Chỉ có người trong quy khư hoặc lão quái vật ở ngoại giới biết rõ truyền kỳ của Thái Thượng Đạo năm đó. Nhưng bọn hắn cũng chỉ biết Thái Thượng Đạo vì phạm vào thiên kiếp mà bị thiên khiển, cuối cùng đạo thống bị diệt. Nhưng Tầm Long Thị lại biết chút nguyên nhân, lý giải Thái Thượng Đạo càng sâu, biết đạo hóa lớn nhất ở trong Thái Thượng Di Chỉ mấy ngàn năm nay chưa từng buông tha, đăm chiêu suy nghĩ là vì thông thiên lộ kia. Thái Thượng Thông Thiên Lộ, tạo hóa thụ di đồ, đây là tạo hóa lớn nhất của Thái Thượng Di Chỉ, cũng là cơ duyên lớn nhất. Trong ngọc giản ẩn ẩn đề lộ ý tứ Thái Thượng Đạo xác thực đã gặp thiên khiển, nhưng đạo thống lại còn chưa đoạn tuyệt ở trong Thái Thượng Di Chỉ, bất ngờ còn lưu lại một tiên cơ ban cho hậu nhân. Nếu như người có thể vào Thái Thượng Di Chỉ tìm được thông thiên lộ và thông qua, sẽ được gặp gỡ và tạo hóa khó thể tưởng tượng, trở thành đệ tử cách thế của Thái Thượng Đạo. Điều này là đại biểu cái gì? Đơn giản mà nói, người này đạt được tất cả bảo tàng và đạo pháp của Thái Thượng Đạo ở trước khi bị hủy diệt lưu lại. Một người có được toàn bộ Thái Thượng Đạo, cái này là cơ duyên bậc nào chứ? Tầm Long Thị chính là vì cái động lực này mới mấy ngàn năm không ngừng dò xét quy khư, không tiếc cả tộc diệt sạch. Đối với Thái Thượng Di Chỉ, Tầm Long Thị nắm giữ tư liệu cực kỳ kinh người, thậm chí bọn họ còn nắm giữ bố trí và cửa ải ở trên thông thiên lộ. Thậm chí nói tổ tông bọn hắn có người đi tới thông thiên lộ, hơn nữa xông qua nhiều lần, chỉ là cuối cùng đều thất bại mà thôi. Mà những năm gần đây
bọn hắn lại ngay cả thông thiên lộ cũng không đến được. Nguyên nhân chính là bởi vì hồng mông tử khí càng ngày càng mạnh. Hồng mông tử khí trong thái thượng duy trì theo tuế nguyệt trôi qua mà càng ngày càng mạnh. Có thể nói tử khí này xuất hiện thậm chí vượt qua khỏi năm người năm đó lưu lại ở tiên cơ đoán trước. Vốn là hồng mông đạo khí diệu đoạt thiên địa tạo hóa, có thể nói là bảo vật ở trong thái thượng duy trì. Ai ngờ sau khi thái thượng đạo gặp nạn lại chuyển hóa thành tử khí lấy mạng người. Mấu chốt nhất là hồng mông tử khí này tụ tán vô hình, quỷ dị khủng bố, căn bản không có phương pháp hóa giải. Nếu nói có phương pháp, đó chính là tu vi. Tử khí này tu vi càng cao chống càng lâu. Kim đan và dưới kim đan cảnh cơ hồ trong thời gian ngắn sẽ bị đoạt thần hồn. Nguyên anh thì chỉ có thể chống một khắc. Nguyên anh đỉnh phong đại khái có thể kiên trì chừng nửa canh giờ. Độ kiếp cảnh có lẽ có thể trèo chống một canh giờ trở lên. Cái này đủ để cho bọn hắn thông dong né ra phạm vi tử khí bao phủ. Nhưng hết lần này tới lần khác trong quy khư, quy tắc đại biến, tu sĩ căn bản không có khả năng đạt tới nguyên anh cảnh. Điều này cũng làm cho hồng mông tử khí trở thành lạch trời khi tầm long thị dò xét thái thượng duy trì. Vô số lần nuốt hận ở trước mặt nó, nghiên cứu mấy ngàn năm cũng chỉ phát hiện mấy vị trí đó có thể chống cự hồng mông tử khí mà thôi, lại thủy chung không có kế sách thông qua. Trước đó tổ tiên trầm thầm long thị muốn tới thông thiên tạo cổ cũng cần cái liều cái mạng giả, mượn mấy vị trí kia tính toán thời gian hồng mông tử khí tới, sau đó đi đi ngừng ngừng uyển chuyển tiến vào thông thiên lộ. Nhưng mấy năm gần đây theo hồng mông tử khí càng mãnh liệt, ngay cả mấy vị trí an toàn cũng đã trở nên không an toàn. Điều này làm cho tầm long thị dò xét quy khư càng ngày càng thất bại. Mấy đời gần đây bọn hắn càng không bằng tổ tiên, vậy mà không có người đến trước cửa thông thiên lộ. Nói như vậy, muốn lấy đạo tạng trọng yếu nhất chính là chống cự hồng mông tử khí. Chỉ là gương đồng của thiên lão tổ lại quan hệ tới bí mật gì chứ? Ở trong ngọc giản cũng không có miêu tả. Một là tầm long thị nghiên cứu gương đồng ghi lại ở trong một ngọc giản khác, hai là tầm long thị lý giải gương đồng cũng chỉ là thông qua một ít truyền thuyết. Phương Hành bỏ ra một ngày một đêm nghiên cứu ngọc giản, cũng bắt đầu suy tư. Nhìn bộ dạng của ma cô, tựa hồ đối với hành trình dò xét quy khư lần này tình thế bắt buộc. Chẳng lẽ bởi vì cửu nguyệt thăng thiên đã tới, hồng mông tử khí sẽ theo đại trận mở ra mà cùng nhau rút đi? Cũng không đúng, hồng mông tử khí căn bản không hề quan hệ gì tới đại trận. Số nữ nhân kia đến cùng là cân nhắc cái gì? Có nên cởi quần của nàng mà đánh một trận không, ép hỏi chút tin tức hay không? Phương Hành suy nghĩ, nhưng ẩn ẩn cảm giác nữ nhân kia đã tính toán như vậy, chỉ sợ mình ép hỏi thì cũng không hỏi được cái gì. Được rồi, nàng cân nhắc của nàng, ta có nghiên cứu của ta. Trước khi nghĩ biện pháp làm sao đối phó hồng mông tử khí, suy nghĩ thật lâu, Phương Hành âm thầm quyết định mình phải tiến vào duy trì một chuyến. Bất quá lúc này đây lại không đành lòng mang xích long. Lần thứ nhất đi vào nó đã bị thương quá nặng, thương thế còn chưa khỏi. Hơn nữa lúc này đây Phương Hành cũng không có ý định xâm nhập, chỉ muốn bằng phương pháp của mình nghiên cứu làm sao đối kháng hồng mông tử khí. Điểm này hắn tự nhiên có cậy vào. Dù tầm long thị chấp nhất, nhưng pháp bảo linh dược quá ít. Có cầu không bột đố gột nên hồ, bọn hắn lại chấp nhất. Nhưng tài nguyên không đủ, có lẽ chính là vì không tìm thấy pháp môn đối kháng hồng mông tử khí. Nhưng mình là ai? Nói giỡn, Nam Chiêm Bộ Châu trời giáng huyền quan, hắn đến ba phần, xưng là tiểu bảo khố di động cũng không quá đáng. Nếu hồng mông tử khí không thể tự dựa vào tu vi, chỉ có thể dựa vào pháp bảo đối phó, như vậy nói không chừng mình có khả năng tìm được phương pháp. Nói là liền làm, Phương Hành phân phó tám thủ hạ kim đan vào rừng bắt rất nhiều hung thú nhỏ yếu, sau đó cưỡng ép cho ăn quy tức đan đặt ở trong túi chữ vật. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, thừa dịp màn đêm buông xuống, lần nữa tiềm nhập vào trong duy trì. Lúc này đã có chuẩn bị tâm lý, sẽ không bị tà niệm đột nhiên xuất hiện chấn động ngã vào thâm uyên. Sau khi vào duy trì, hắn tìm một chỗ ngồi chồm hổm xuống bắt đầu chuẩn bị. Hắn lấy ra các loại bảo bối chuẩn bị, còn có hung thú thí nghiệm, đợi tầm long, đợi tầm một nén hương. Cơ hồ cảm giác âm phong nổi lên, hồng mông tử khí đã tới. Phương Hành dán một tấm thần phù lên người của con mãnh thú kia, dùng âm minh thiết tòa khóa lại, sau đó ném ra ngoài, lại trốn vào nơi tử khí không bao phủ. Con thỏ kia cảm thấy tử khí khủng bố, cách rất xa cũng đã vùng vẫy. Nhưng thời điểm tử khí bao phủ, nó lập tức bất động. Khi Phương Hành kéo về, nó đã hóa thành một thi thể không hồn. Thủ thần phù không có tác dụng, vậy thì dùng hộ thần đan. Phương Hành đại đế ra một hạt đan dược chân quý,
nhét vào trong miệng của một con lợn rừng, sau đó ném đi ra ngoài. Nhưng khi kéo về, y nguyên vẫn là một thi thể. Con mẹ nó, pháp khí này không tệ, thậm chí có thể ngăn cản thần thức của kim đan cảnh trùng kích. Ta giết, ta không tin cái vòng này cũng không có tác dụng. Đại gia mày, xem pháp bảo cửu thiên thập địa bát vương vô địch. Hừ, danh tự nghe thì dọa người, nhưng tác dụng chẳng ra cái rắm gì cả. Thử hơn 10 hung thú, Phương Hành góp vào không ít pháp bảo, nhưng tất cả đều vô dụng. Hồng mông tử khí kia ngăn trở tầm long thị mấy ngàn năm, sao có thể dễ dàng phá giải như vậy? Tuy dị bảo trên người của Phương Hành nhiều lắm, nhưng tác dụng lại không có lợi hại như hắn tưởng tượng. Bởi vì hồng mông tử khí đã không phải là pháp bảo bình thường có thể chống cự. Nó cường đại, quỷ dị, đã đạt đến một loạt cảnh giới huyền ảo. Thậm chí nói, từ trình độ nào đó, loại hồng mông tử khí này vượt ra khỏi phạm trù mà Phương Hành có thể hiểu được. Hay, chẳng lẽ chỉ có thể đợi đến lúc cửu nguyệt thăng thiên thời thử vận? Hung thú ở chân tay đều đã thí nghiệm hoàn tất, Phương Hành lại không có một chút đầu mối, trong tâm không khỏi uể oải. Nhìn thi thể hung thú trên đất, mặt ngoài không thương, thậm chí còn có sức sống, thần chỉ là thần hồn không còn. Ồ, thần hồn không còn. Phương Hành uể oải nửa ngày, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, nghĩ tới điều gì. Sau khi ngẩn ngơ, mắng thầm mình hồ đồ, vội vàng lấy ra một cái túi chữ vật. Trong túi chữ vật này chứa những thứ hắn không nghiên cứu rõ ràng, nhưng lại cảm thấy dễ hữu dụng. Vốn định giữ lại về sau nghiên cứu, chỉ là hắn có chút lười nên không thường thường, nên sẽ thường thường quên mất. Nhưng vào lúc này, hắn lại nghĩ tới một vật có thể hữu dụng. Quả như là vẫn còn, may mắn là không có ném đi. Phương Hành tìm ra, không khỏi vui vẻ, trên tay cầm rõ ràng làm cách thủ cấp. Thủ cấp của Hoàng Phủ Đạo Tử. Cái thủ cấp này vốn không cách nào có thể vào túi chữ vật. Về sau mỗi ngày liên nữ lấy Phương Hành xách một Về sau mỗi ngày liên nữ thấy Phương Hành xách một cái đầu, cảm giác ảnh hưởng khẩu vị của mình. Vì vậy phong ấn nó, bảo Phương Hành cất vào túi chữ vật. Kết quả làm cho Phương Hành quên luôn, tới hôm nay bị hồng mông tử khí tra tấn chết đi sống lại mới nhớ tới nó. Lúc này hai mắt của thủ cấp nhắm nghiền, không còn chút sinh cơ, giống như không biết chết đi đã bao nhiêu lâu. Sẽ không thực đã chết rồi chứ? Phương Hành thử thăm dò vả mấy tát, sau đó khẩn trương đánh giá. Hắn không có thất vọng, mí mắt của thủ cấp giật giật, vậy mà mở mắt. Tiền bối, đại ca, người tha cho ta đi, ta cầu xin ngươi tha cho ta. Sau khi Hoàng Phủ Đạo Tử tỉnh lại, còn không có phân biệt tình cảnh của mình, đã trực tiếp khóc lên. Nói là khóc, nhưng không có nước mắt, chỉ là biểu lộ thống khổ, thần niệm cũng đang run rẩy, cực kỳ đáng thương truyền âm cho Phương Hành. Ngươi để ta làm gì cũng được, ngươi tha ta, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi. Thần thức buồn bã truyền tin, làm cho người nghe như muốn rơi lệ. Ngay cả Phương Hành nghe cũng có chút ngượng ngùng. Thật là có lỗi, ta bận quá nên mới quên ngươi. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Vậy còn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Mình cũng đã khuya rồi, mình đọc nhiều quá cũng không tốt. Thì rất mong anh em ủng hộ và nhớ đăng ký kênh nhá. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh hộ Phong. Hình như còn khoảng 200 người nữa là kênh của Phong sẽ lên được 40.000 sub. Hãy giúp Phong nhá, cảm ơn mọi người. Cả kênh MC Tiến Phong nữa. Kênh MC Tiến Phong thì cũng cần 200 người nữa lên được 20.000 sub thôi. Rất mong mọi người hãy ủng hộ hai kênh của Phong, là kênh này và kênh MC Tiến Phong nhá. Xin chào mọi người.